Hey yo, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay mình tiếp tục review một cái con game MUBG xe sành là 19. Vào trong đây mình sẽ review một chút xíu về cái con class là MG, còn gọi là đấu sĩ đó anh em. Vào trong đây ở một cái xe sành 19 thì nó có những bộ kỹ năng cực kỳ là mới mà hầu như những anh em mobile không có được anh em à. Và những bộ kỹ năng đó ra sao và như thế nào, ở đây là phần lý thuyết, một chút xíu nữa mình sẽ cho anh em xem phần thực hành. Đây là phần lý thuyết để cho anh em tiếp cận một bộ kỹ năng, những bộ kỹ năng cực kỳ mới của cái con MG ở trên phiên bản là xe sành 19 chuẩn mu của BC. Ở đây là mình đã có học cho nó nè, quả công kiếm nè, ở đây là băng công kiếm. Tiếp theo kỹ năng đó là chém lửa, quả diệm. Thì hai cái chém lửa và quả diệm là thường gọi nhất là Magic Gồng. Ở những cái phiên bản đời thấp thì nó sử dụng hai cái skill này. Thì anh em đã biết và đã hiểu là hai skill này nó đi bên gì. Đây là hai skill đi bên chiến và cũng cho chúng ta thêm hai cái skill đi bên chiến nữa. Nó khác hoàn toàn ở cái con game mà Mulot Container của mình đã review rất là nhiều rồi, là nó không có giống bộ kỹ năng này nha anh em. Và hai cái kỹ năng này thì anh em phải cần đi lại đây học. Mỗi một cái kỹ năng là chúng ta phải tốn là một ca gu. Anh em bấm tới trang 15 ở đây. Tiếp theo là có thêm một cái chém bóng tối của ma gích chiến. Phép hòa chiến thì anh em tất cả mua ở đây. Hiện giờ thì các anh em chỉ mua skill thôi. Thì như vậy chúng ta đã học xong. Xem là chém bóng tối là nó nằm ở cái vị trí nào. Cái chém bóng tối này mình thấy là nó sẽ tương đương và hao hao như ở bên cái con game Lost Container. Thì một lát nữa mình sẽ test cho anh em xem. Xong cái phần lý thuyết thì cái phần thực hành mình sẽ áp dụng luôn. Tiếp theo thì mình sẽ test từng cái kỹ năng của cái xe sành 19 ở trên cái con nhân vật MG cho anh em xem từng bộ kỹ năng nó sẽ như thế nào. Và test từ những cái cơ bản qua những cái mà cao cấp nha. Ở đây mình sẽ chọn một cái bãi quái này. Đầu tiên là những cái cơ bản đây. Ở đây là còn gọi là Magic Gồng nha anh em. Quạt hầu như là cái đam lên rất là bé, chỉ có 1k đam thôi, rất là bé nha. Hiện tại thì mình chưa có hai cái boost của MG nha anh em. Ở trong cái bản Master thì nó có boost MG, còn ở đây thì nó chưa có boost nha. Tiếp theo một cái kỹ năng nữa cho anh em xem. Hai cái này là hai cái là Magic Gồng hết, những cái skill cơ bản. Cái này thì đam nó sẽ to hơn một chút xíu nha. 1k hiện giờ nó lên sẽ lên là 4k. Mắt đam hổng nãy lên là 1k6, 1k7. Còn khi mà bước sang cái kỹ năng này nó lên là mắt đam là 4k8. Thêm một cái chém băng. Các anh em thấy skill cực kỳ lạ không? Đây, nó sẽ lên 5k5. Mỗi một cái kỹ năng là nó sẽ lên với một cái lượng đam khác nhau, từ bé cho đến lớn. Và kỹ năng này thì nó cực kỳ là mới luôn. MG có kỹ năng này các anh em thấy không? Như là một cái con DK mà nó nhảy nó bổ xuống khi mà mình combo. Nhưng mà cái này không phải combo nha. Kỹ năng rất là lạ nha anh em. Các anh em thấy là mắt đam nó sẽ lên là 5k8. Ở đây cũng có thêm một cái kỹ năng mới của con MG, cũng là một cái sấy kiếm ngang. Nó chém một cái đường quẹt ngang, khi mà chạm vào con quái nó sẽ có lửa. Và hai cái lượng đam này cũng cho là như nhau, 5k5, 5k7 và 5k8 khi mà mắt đam. Khi kỹ năng nó chạm vào con quái là nó sẽ có một cái luồng lửa đi lên. Rất là đẹp nha. Rất là mới, rất là lạ luôn. Đây là khi mà mình cộng vô trong Master nha anh em. Kỹ năng này là khi các anh em cộng vô Master là nó sẽ có cái bộ kỹ năng này ra để cho các anh em trải nghiệm và sử dụng bộ kỹ năng này. Nó như là một cái phong ấn ở chính giữa và nó sẽ bao quanh ở xung quanh. Và cái kỹ năng này á, nó sẽ có một cái thời gian delay. Các anh em thấy nè, cái kỹ năng này nếu mà nó chuẩn thì nó sẽ đi bên hướng là E này E nha. Các anh em thấy là khi mà nè tăng cường bất động thì nó chỉ nó cần E này E là 20 và mana nó tốn là 208. Thì các anh em thấy là cái lượng mana nó tốn rất là nhiều. Thì đây là một cái kỹ năng đỡ đi bên cái hướng E này E, chứ không phải đi bên hướng chiến. Nhưng mà chúng ta cộng trong Master là nó sẽ có cái kỹ năng này để các anh em trải nghiệm. Tiếp theo là một cái kỹ năng mà mình mới vừa học, cho các anh em biết cái chỗ học skill good của con MG ở cái session 19. Thì tất cả những con class đều lợi NPC good đó hết. NPC là Jinma, nó sẽ ADD thẳng vô con nhân vật của anh em luôn. Không phải như là con DK phải chọn người khác, con Đắc Quang phải chọn người khác, DL phải chọn người khác. Tùy theo, nó sẽ ADD tích hợp theo con nhân vật anh em. Các anh em DK loại đó, Đắc Quang loại đó, DL loại đó, GF cũng loại đó. Tất cả những anh em nào xài good đều loại đó hết. Và cái skill kỹ năng cuối cùng cho anh em xem. Đây, kỹ năng này thì nó sẽ y chang ở trên một cái phiên bản của cái con là Lost Container. Hôm nãy mình nói là nó chưa có cái kỹ năng đó. Và mình mới học là nó sẽ có một cái kỹ năng này đây. Chém bóng tối. Khi mà cái lực công của chúng ta lên là 350, ở đây cũng vậy, 330, khi mà lực công này nó sẽ lên là 350, rất là sướng nha. Mình sẽ tích hợp cho anh em xem. Các anh em thấy là cái lượng đam của nó khi mà mắc đam nó không được như ý muốn nha anh em. Mình sẽ lên một cái bãi quái cho nó to to chút xíu. Khi lại bãi quái to đặng cho nó quánh, các anh em thấy cái lượng đam nó sẽ dồn dập hơn.
Mắt RAM của em ấy chỉ được có 3K9, trong khi đó là cái lượng RAM của em ấy nè, sát thương kỹ năng nó sẽ tăng là 350 cộng thêm 13 gia tăng khắc tất cả các thuộc tính, là nó là sát thương kỹ năng chỉ có là 330. Mà sau xài cái con này á thì các anh em sẽ thấy cái lượng RAM của nó sẽ to hơn. Mình sẽ cho anh em thấy là cái lượng RAM này. Đấy, 6K, mắt RAM nó sẽ lên 6K cho anh em luôn. Của cái xe sành 19 áp dụng cho cái con MG, lượng RAM nó lên cực kỳ là to nha. Mình sẽ vào trong đây. Và đây là cái bảng master mà mình đã cộng cho cái con MG của mình. Thì ở phiên bản xe sành 19, mình khuyên anh em hãy cộng vào trong đây bốn cột này, nhất thiết là phải cộng vô bốn cột này. Mình vừa tăng MB nè, tăng HP và tăng cái lượng anh-ghi. Tất cả những con class nó sẽ hao hụt anh-ghi và tùy theo nó hao hụt ít và hao hụt nhiều, nhưng mà các anh em phải cộng vào trong đây. Cái đó là cái yêu cầu để cho các anh em cộng. Nếu mà các anh em chơi cái con sò laser dưới DK thì các anh em cộng tầm khoảng là 11 tới 15 điểm, còn chơi những con class phổ thông thì các anh em chỉ cộng vào trong đó tầm khoảng 10 điểm là nó có đủ lượng anh ghi để cho các anh em farm skill tốt nhất có thể. Ở đây là cái chém lửa nha, chém lửa là nó cực kỳ mới và mình sẽ qua cái chém băng cho anh em xem. Đây, chém băng nha. Chém băng thì nó sẽ chém là đơn mục tiêu, ở trên nó bổ thẳng xuống luôn, y chang là một cái skill tăng thủ của cái con mà DK khi mà mới ra cái map Logan, mà nó nhảy lên nó bổ xuống là cái skill có hình cái búa anh em. Thì mình thấy nó sẽ như vậy nha. Đây là một cái skill tích hợp vô hai cái skill mới ở cái xe sành 19 nó dành cho con MG nha anh em. Anh em xem tới đây mà có những cái gì mới hay là những cái gì chưa hiểu, có thể là mạnh dạn comment góp ý cho kênh càng ngày càng phát triển nha anh em. Và anh em nhìn vào bộ kỹ năng này, đánh giá cho mình biết là cái con MG của cái xe sành 19 này nó sẽ như thế nào. Trước mắt thì mình thấy là nó cũng vẫn là ở một cái dạng là đi bên chiến, thì cái tay nó sẽ cục ngẳng cục nghỉu luôn anh em, nó không có phát huy được là một cái tầm đánh xa. Thì vào chỗ này các anh em thấy nè, tầm đánh của nó chỉ có 3 thôi, tất cả tầm đánh 3 nha anh em. Khi mà anh em đi bên cái hướng là mana thì cái tầm phép của mình nó sẽ vượt lên 6 hoặc là 7 để cho các anh em farm xa nhất có thể. Còn những anh em nào đam mê bên hệ chiến thì cái tay nó ngắn ngủn, chỉ quánh được cự ly của 3 thôi, nhưng mà farm vẫn tốt được anh em. Mắt đam của mình lên 6K nha. Đồ thì mình chỉ dùng đồ tăng thủ thôi, có một cặp kiếm gồng rất là đẹp, một bên lúc một bên hông, và một set đồ là cuồng phong. Dưới đây là có một cặp gobo, ở đây là một cái kiếm quyền thoại của cái con MG nha anh em. Mình sẽ hạ cái này xuống, mình đeo cái này lên cho anh em xem, rất là quyền thoại luôn. Khi mà ở đây các anh em nhìn vào nè, các anh em thấy một cái dòng điện nó chạy trên đây không? Đây là cái hiệu ứng của cái cây công cụ farm của mình nha. Khi mà các anh em đeo cặp gobo lên á thì nó không có đâu, nó không có cái dòng điện chạy nha, vì đây là một cái vũ khí chính thống của cái con MG nha anh em, không phải là một cái cặp vũ khí, không phải là đao sinh mệnh, cũng không phải là bá dương kiếm, nhưng đây là cái cây vũ khí dành cho cái con MG đây. Các anh em đi bên chiến là cái đó là tốt nhất có thể nha. Nó clear quái không được nhanh nha, tại vì mắt đam của nó chỉ có là 3K4 thôi, 2K9 lên 3K4 thôi, trong khi đó là sát thương kỹ năng của nó là cao hơn người ta, và gia tăng thêm sát thương thuộc tính đó thì cũng bằng y chang người ta luôn. Mắt đam chỉ lên được 3K9. Cho anh em xem lại lần nữa nha, mắt đam của chém lửa nè, nó sẽ lên là 6K1, trên lệch rất là nhiều anh em, gấp đôi luôn anh em à, gần gấp đôi nha. Vì đây là hai cái skill cực kỳ mới nha anh em. Anh em nào đam mê vị class là MG nè, đam mê những cái xe sành cao, hoặc là đam mê trải nghiệm những cái kỹ năng mới, thì các anh em có thể là chơi những con là xe sành 17, 18, 19. Và đặc biệt xe sành 19 này thì càng ngày người ta càng nâng cấp thêm, để cho các anh em có thời gian vào trong đây trải nghiệm và tìm hiểu hết cái chức năng nha. Vì những cái xe sành thấp á thì các anh em chơi nó đã đâu đó là thành thạo khoảng 80%, chưa có ai thành thạo được 100% đâu anh em. Nhưng thành thạo tầm khoảng là 70-80% thì các anh em có thể là mạnh tay mạnh giò bước lên một cái xe sành 19 để mà mình trải nghiệm tiếp. Những cái gì mình biết thì mình có thể là trải nghiệm, những cái gì mình biết thì mình có thể là thao tác, còn nếu mà không biết thì các anh em có thể là lên trên diễn đàn để mình tìm hiểu học hỏi anh em. Vì không ai mới đầu vào trong game mà có thể là biết từ A tới Á được, thậm chí là admin luôn anh em à. Admin người ta còn phải test ngày test đêm đặng người ta biết những cái hiệu ứng, những cái kỹ năng và những cái thuộc tính ra sao, chứ không phải là người chơi mới vào là phải biết liền nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây nha. Review bao nhiêu là đủ rồi anh em, để các anh em còn nhanh chân vào trong đây để tải và về để trải nghiệm nữa anh em à. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video của mình nha.